ngày 6 tháng 9 năm 2022, Hội Hoa Đức kết hợp với địa phương ấp Tân Hùng đã bàn giao số tiền cho em là bé Di ở Tân Hùng Ngọc Chánh với số tiền là 500.000 đồng. Đây là lần giao thứ hai cho bác Dìn Xuyên Hùng và Sì Tắc Hùng tài trợ cho bé. Con cảm ơn Hội Hoa Đức và nhà tài trợ đã cho con tiền để đi học. Con cảm ơn. Và tôi cũng thay nói đi. Tôi cũng xin thay mặt cho địa phương ấp Tân Hùng xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ cũng như Hội Hoa Đức rất nhiều.